Xin chào tất cả các bạn nha, và ngoài lại là Tài đây. Và bây giờ các bạn mình đang có mặt tại khu phố Tàu và khu phố Trung Quốc ở Yokohama. Thì đây là một cái khu phố lớn nhất, khu phố người Trung Quốc, người dân Trung Hoa, người Tàu các bạn, là lớn nhất Nhật Bản. Khu phố này đã hình thành hơn 150 năm nay, và hiện tại ở đây bạn có khoảng hơn 500 gian hàng. Thì ngày xưa các bạn là sau khi cái cảng Yokohama được thông qua thì người dân Trung Quốc là từ đa số là người dân của Quảng Châu bắt đầu mới vào du nhập vào trong cảng Yokohama này để mà làm ăn và sinh sống. Từ đó nó hình thành một cái khu phố Tàu tại đây. Thì bây giờ ở đây nó rất là đông vui và nhộn nhịp. Nếu như bạn muốn tìm thấy một cái món đồ gì của Trung Quốc các bạn không, tìm thấy từ cái quần áo trang phục cho tới những món ăn ẩm thực hay là những cái đồ trang sức thủ công mỹ nghệ, không, tất cả nó đều có trong khu phố này. Đấy, nếu như mà các bạn có muốn tìm tới văn hóa ẩm thực của Trung Quốc thì hãy đi đến khu phố này nhé. Khu phố Tàu ở Yokohama. Da 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 da